Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Hưng Yên vừa điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Ngày 26 tháng 12 năm 2023, ngay sau khi nhận được tin báo, khoảng gần 16 giờ cùng ngày, tại quán cà phê Đức Trung số 45A Thảo Nguyên, khu đô thị Eco Park, có 5 đối tượng sử dụng khẩu súng và dao gây ra vụ án giết người, cướp tài sản, bắn một người bị thương. Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xác lập chuyên án khẩn trương điều tra làm rõ. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2023, lực lượng Công an đã bắt giữ được 4 đối tượng gây ra vụ án trên, gồm Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1998, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 2001, trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Khúc Ngọc Đoàn, sinh năm 2003, trú tại xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Dương Đăng Nam Trường, sinh năm 2000, trú tại xã Lan Mẫn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Còn một đối tượng nữa là Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1995, quê quán xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi thường trú, phường Ca Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang lẩn trốn. Vật chứng thu giữ gồm 4 khẩu súng côn quay, 34 viên đạn và các vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Sơn là chủ mưu tập hợp 5 đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản của chị Nguyễn Hồng Hát, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội trong giao dịch đổi tiền. Sau hai nhóm gặp nhau, nhóm của Sơn đã dùng súng uy hiếp để cướp của chị Hát số tiền khoảng 8 tỷ đồng, bắn bị thương một người. Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Sơn và đồng bọn về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Điển.